Ở lượt đấu cuối cùng bảng E World Cup 2023, đội tuyển nữ Hà Lan cần ít nhất một trận hòa trước đội tuyển nữ Việt Nam để giành vé đi tiếp. Đây được xem là nhiệm vụ không quá khó với cơn lốc màu da cam. Trước thềm trận đấu này, nhiều tờ báo Hà Lan không thực sự đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển nữ Việt Nam, nhất là khi đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Chung để thua Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai. Tờ New bình luận, đội tuyển nữ Hà Lan không phải lo lắng quá nhiều về khả năng giành vé đi tiếp ở bảng E. Đội bóng của huấn luyện viên Andriy Jonker chỉ cần giành một điểm trong trận đấu với đối thủ yếu là đội tuyển nữ Việt Nam. Thậm chí, cơ hội giành chiến thắng nằm trong tầm tay của đội bóng áo cam. Tờ NES không đánh giá cao hàng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam sau trận thua Bồ Đào Nha. Tờ báo này viết, dù đội tuyển nữ Việt Nam chủ động ra sân với 5 hậu vệ trong trận đấu với Bồ Đào Nha nhưng không thể cản nổi đối thủ. Đội bóng đảo Iberia tạo ra hết cơ hội này tới cơ hội khác. Việc họ ghi bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian. Trong khi đó, hàng công của đội tuyển nữ Việt Nam cũng không được đánh giá cao. Huỳnh Như, cầu thủ duy nhất của Việt Nam thi đấu ở châu Âu, không thể hiện được điều gì. Tờ AD còn khẳng định Hà Lan cố gắng ghi nhiều bàn thắng trong trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam để giành ngôi đầu bảng, qua đó có thể tránh được đội đầu bảng G, có khả năng là Thụy Điển, ở vòng 1/8. Phát biểu trước báo giới, tiền đạo Lieke Martin của Hà Lan khẳng định chưa nghĩ tới đối thủ ở vòng knock cao, mà muốn tập trung vào trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam. Trước hết, chúng tôi muốn chơi trận đấu tốt trước Việt Nam. Toàn đội sẽ tập trung toàn lực vào trận chiến này với mục tiêu giành ngôi đầu. Ở lượt đấu cuối cùng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Hà Lan vào lúc 14:30 ngày 1 tháng 8. Đội bóng của ông Mai Đức Chung vẫn còn hy vọng ghi bàn thắng lịch sử ở đấu trường World Cup.